Tự Doanh Chứng Khoán xin chào anh chị và các bạn. Thì đợt vừa qua thì có một cái đợt giảm điểm bất thường. Chủ yếu cái việc giảm điểm này thì xoay quanh vấn đề tin đồn, và cái tin đồn này đã lan truyền khá là rộng khắp trên toàn thị trường, dẫn đến là thị trường đã có một cái đợt giảm điểm, và chúng ta đang hiện tại tại thời điểm ngày hôm nay thì đang khá là băn khoăn với cái tình hình thị trường trong một cái đợt trước đó là tăng khá là mạnh. Mà chúng ta đang đặt ra những cái câu hỏi là thị trường sắp tới sẽ đi về đâu, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về cái vấn đề đó xem là nó sẽ là như thế nào. Thì thưa với anh chị là chúng ta cũng đã chia sẻ, đã nói chuyện với nhau rất nhiều vấn đề xoay quanh cái thị trường, và có rất nhiều các cái chuyên gia trong ngành cho rằng là thị trường đã chấm dứt một cái đợt tăng điểm trong cái giai đoạn vừa qua, do cái việc là có một cái phiên giá mạnh vừa rồi. Thì liệu sau cái đợt giá mạnh đó thì thị trường có hồi phục hay không? Thì thưa với anh chị và các bạn là ngành banh, chính là ngành ngân hàng, là cái điểm mấu chốt của cái đợt giảm điểm vừa rồi. Thì liệu sau cái đợt giảm điểm đó thì có hồi phục không, khi mà các cổ phiếu ngành ngân hàng, đặc biệt là BIDV bị bán mạnh với khối lượng lớn? Thực tế mà nói thì thưa với anh chị và các bạn thì cái thời điểm giảm điểm lại cũng chính là cái lúc mà là rủi ro của nhiều người, nhưng lại là cơ hội cho một số anh chị em mua vào cho một cái đợt đầu tư dài hạn. Đây chính là cái cơ hội cho nhiều anh chị em nhanh trí tính toán được cái giá trị hợp lý của các cổ phiếu ngành ngân hàng để mua vào cho một cái chu kỳ tăng mạnh sắp tới.